Felipe Martin rất kỹ thuật và tự tin. Sau nỗ lực vừa rồi thì Felipe đã bị chấn thương. Felipe Martin có một giai đoạn thi đấu cho Hoàng Gia Lai. Hoàng Gia Lai đã nhập cuộc với một thái độ đường bóng rất chính xác cho Hồng Duy. Đường tạt bóng hơi sâu, Brandao thì không theo kịp. Trong khi đó Công Phượng vào hơi muộn, vẫn còn Brandao. Số 30 của Hoàng Gia Lai đã xử lý hơi chậm trong pha bóng vừa rồi. Đó là một tình huống mà Công Phượng đã rất nỗ lực trong việc đuổi bóng, và cũng có một phần lỗi đến từ Xuân Mạnh. Mạnh đã hơi chủ quan trong pha xử lý của mình. Đáng lẽ Brandao phải. Martin khai, không về, không vào. Rất tiếc cho Van Văn Đức. Một pha phối hợp xuất sắc của Sông Lam Nghệ An. Sông Lam Nghệ An đã ngay lập tức đưa ra câu trả lời đanh thép dành cho hàng phòng ngự của Hoàng Gia Lai. Một pha tấn công trực diện, tình huống không chế bóng xoay sở và chuyền bóng rất hay của Martin không có lỗi việt vị. Phan Văn Đức đã di chuyển rất thông minh, anh cũng đã có chạm đầu tương đối ổn, nhưng rất tiếc là bóng lại rơi vào chân trụ và đi ra khỏi tầm kiểm soát của cầu thủ mang áo số 20. Nếu như Phan Văn Đức may mắn và xuất sắc hơn một chút trong chạm đầu tiên của mình thì rất có thể Sông Lam Nghệ An đã có bàn thắng mở tỷ số. Văn Toàn vẫn còn, không vào. Có vẻ như đã có lỗi của Văn Toàn trong tình huống tranh chấp trước đó. Trận đấu đang diễn ra rất hay với những pha đối công của cả hai đội. Một phút trước Phan Văn Đức vừa bỏ lỡ cơ hội thì ngay sau đó Văn Toàn cùng với Brandao đã tạo nên một tình huống tấn công sóng gió. Bóng từ chân của Brandao đã chạm chân một cầu thủ phòng ngự bên phía sông. Rất may là anh đã đuổi được kịp bóng. Tạt bóng chân trái, vẫn còn Brandao. Hai pha tạt bóng liên tiếp đó đều không phải là những tình huống tạt bóng chất lượng. Washington Brandao đến với Hoàng Gia Lai với rất nhiều kỳ vọng. Anh cũng đã từng có hai mùa giải thi đấu ở Malaysia trong màu áo của Petaling Jaya City, 22 trận và ghi được 8 bàn. Phan Văn Đức không được. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi, bóng được liên tục đưa qua lại giữa hai khung thành. Brandao vừa uy hiếp khung thành của Sông Lam Nghệ An thì ngay sau đó Phan Văn Đức lại băng xuống một cách mạnh mẽ. Rất tiếc là đường chuyền cuối cùng của Đức không thành công, nhưng rõ ràng là hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai đang có vấn đề với những tình huống tấn công trực diện. Khoảng cách giữa ba trung vệ của Hoàng Gia Lai đang không tốt, họ thường xuyên để cho Phan Văn Đức lẻn xuống. Đình Tiến nguy hiểm, cú đá của Bùi Đình Châu không được. Như vậy là có bàn thắng cho Sông Lam Nghệ An, và người ghi bàn là Felipe Martin. Martin ghi bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ, nhưng anh ăn mừng rất cuồng nhiệt. Có thể như đây là một lời khẳng định cho quãng thời gian mà Felipe Martin đã thi đấu không thực sự vui ở Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ, huấn luyện viên Kia Thị Sắc cùng với Hoàng Gia Lai chuẩn bị rất kỹ cho những tình huống cố định, nhưng cuối cùng thì họ vẫn để thua từ một tình huống cố định. Một pha chấp thời cơ rất nhanh của Felipe, pha xử lý ngẫu hứng và rất kỹ thuật của Nguyễn Công Vượng. Trận đấu với Sài Gòn thì Công Vượng cũng đã có cơ hội, nhưng đó là một tình huống mà anh dứt điểm chưa tốt. Vừa rồi là một pha dứt điểm tuyệt vời ở một đẳng cấp rất cao, nhưng số 10 của Hoàng Gia Lai vẫn chưa thực sự may mắn. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Pha bóng rất giống với tình huống mà bóng đã đi trúng cột dọc bên phía tay phải khung thành của Văn Hoàng. Thực sự quá xuất sắc.
tình huống mà Văn Toàn đã bị phạm lỗi, và cùng với đó là thái độ phản ứng rất quyết liệt của các cầu thủ phòng ngự bên phía Sông Lam Nghệ An. Đôi trung vệ là Thế Nhật cũng như là Thái Hoa Giang đã phản ứng rất dữ dội trong pha bóng vừa rồi. Họ cho rằng họ chưa phạm lỗi với Văn Toàn, bởi vì đây là một quả phạt trực tiếp rất thuận lợi cho đội chủ nhà. Khoảng cách chỉ là khoảng 23 mét. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Đã có rồi là một thái độ phản ứng không đúng mực của Thái Hoa Giang. Anh đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Ở pha quay chậm chúng ta cũng đã thấy được Thái Hoa Giang cũng đã có tác động với Văn Toàn trong cuộc đua tốc độ. Của Duy Lân là một trọng tài dày dặn kinh nghiệm. Minh Vương không được, đi cao so với khung thành của Văn Hoàng. Damir sút xa. Đó là pha xử lý hơi vội của Memovic. Có khá nhiều khoảng trống để Memovic có thể dâng cao và tạo ra những tình huống nguy hiểm hơn, nhưng trung vệ người Serbia đã quyết định dứt điểm từ khoảng cách hơn 30 mét, và đó là một tình huống dứt điểm không chính xác. Bóng rất đáng tiếc của Xuân Mạnh, cũng là Văn Toàn với khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời qua 3-4 cầu thủ của Văn Toàn rồi. Lỗi của Peter Sommer. Văn Toàn là một trong những cầu thủ có khả năng dẫn bóng tốc độ tốt nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Trong bóng đá thì sẽ có rất nhiều những cầu thủ chạy nhanh, có tốc độ không bóng tốt, nhưng Văn Toàn là cầu thủ hiếm hoi của Việt Nam mà có thể tăng tốc cùng với chạy bóng. Chúng ta có thể theo dõi và quan sát, Toàn luôn có được những chạm tiếp bóng ở cảm giác rất vừa phải để vẫn giữ được tốc độ di chuyển cao, nhưng vẫn kiểm soát tốt được trái bóng trong đôi chân của mình. Đó là một phẩm chất đặc biệt của Văn Toàn. Ngoài ra thì khả năng giữ thăng bằng của Văn Toàn cũng là khá tốt. Chúng ta đã thầm nhìn thấy được tình huống mà Xuân Mạnh va chạm quyết liệt với anh, nhưng Văn Toàn vẫn giữ được thăng bằng và bứt đi cách mạnh mẽ. Lại thêm một tình huống cố định nữa, một quả phạt khá nguy hiểm dành cho các thủ áo trắng. Đây đã là quả đá phạt trực tiếp thứ 3 của họ. Những chiếc bóng đang là Văn Thanh và Lưu Xuân Trường. Cũng giống như những cú đá trước, những cú đá phạt trực tiếp của bóng áo trắng ngày hôm nay chưa đã. Rất nguy hiểm, suýt nữa thì Sông Lam Nghệ An có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Hệ thống phòng ngự của Hoàng Gia Lai vẫn đang hoạt động chưa thực sự trơn tru, có khá nhiều khoảng trống cũng như khá nhiều sai lầm. Toàn bộ hệ thống phòng ngự dâng lên, một mình Memovic tụt xuống. Suýt nữa thì Sông Lam Nghệ An có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 từ một pha phá bóng của Hữu Tuấn. Hữu Tuấn đã mắc sai lầm trong trận đấu đầu tiên của Hoàng Gia Lai, và vừa rồi thì suýt nữa bóng từ chân đã đi thẳng vào lưới của Huỳnh Tuấn Linh. Sông Lam Nghệ An không lên bóng quá nhiều, những tình huống tấn công của họ đều rất sắc sảo. Một lựa chọn về mặt kỹ thuật không thực sự tốt của Hữu Tuấn. Chưa có được những pha bóng thực sự ấn tượng. Randall! Tuyệt vời! Văn Toàn vẫn là người, không phải người ghi bàn, là Minh Vương. Một tình huống thoát đi rất nhanh của Randall, và Minh Vương đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đem lòng cận thành.
ghi bàn cho các cầu thủ phố nối của anh Gia Lai. Bàn thắng rất quan trọng đối với Hoàng Gia Lai. Đây là một thời điểm vô cùng nhạy cảm, và việc có được bàn thắng ở thời điểm này thì Hoàng Gia Lai hoàn toàn có thể nghĩ được những điều tích cực hơn trong quãng thời gian còn lại. Một tình huống phối hợp tốt của các thủ Hoàng Gia Lai, pha trả bóng của Đồng Duy, Minh Vương, Văn Toàn, không được. Thế Nhật đã băng lên rất nhanh và dũng cảm. Trung vệ của Sông Lam Nghệ An đã lao thẳng mình vào để ngăn cản cú đá của Văn Toàn. Nếu như không có sự xuất hiện của Thế Nhất ở đó thì chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Chắc chắn là Văn Toàn sẽ cùng đội lớn. Phong cách của anh là thi đấu cản lướt và tạo áp lực về hàng phòng ngự đối phương, cũng như là hỗ trợ đồng đội ghi bàn, chứ không phải là một sát thủ ghi bàn. Văn Toàn tuyệt vời. Văn Toàn vẫn là người hùng của anh Gia Lai, là người hùng của sân vận động Pleiku. Một lần nữa số 9 thể hiện được cái duyên ghi bàn của mình trong những thời điểm quan trọng. Một pha bóng tấn công tốt của anh Gia Lai, vẫn là những pha tấn công biên quen thuộc, nhưng lần này bóng đã được triển khai bằng ngách trung lộ nhiều hơn. Và việc huấn luyện viên Kia Tí Sắc đưa Nguyễn Trung Đại Dương vào sân là một sự thay đổi người tương đối hợp lý. Chính Nguyễn Trung Đại Dương chính là người đã làm tường hoàn hảo để Văn Toàn băng lên từ tuyến hai, nhận bóng và sau đó dứt điểm chính xác và góc xa, hạ gục thủ thành Văn Hoàng. Chúng ta hãy cùng xem lại pha bóng này. Một lần nữa Brandao có được một pha xử lý tốt, nhưng pha phối hợp rất nhịp nhàng. Brandao đang có những phút giây thi đấu tương đối hiệu quả khi anh dạt ra bên phía cánh trái. Pha dứt điểm của Văn Toàn không mạnh nhưng thực sự là hiểm hóc, và đây là niềm vui. Đại Dương một đấu một với Thế Nhật. Nguyễn Trung Đại Dương, Công Phượng Trọng Biên, không được. Dứt điểm quá lành. Phượng Trọng Biên rất chống trải bên phía cánh trái, nhưng Nguyễn Trung Đại Dương lại hơi tham để chờ bàn đao băng lên. Phượng Quang Nhỏ, Công Phượng, bây giờ là cầu Công Phượng, sút đi, không vào. Công Phượng đã thực hiện động tác giả rất tốt và tự tạo ra cho mình một thế dứt điểm bằng chân trái. Nhưng tiếc là cú sửa lòng của anh chưa đủ độ khó, chưa đủ độ xoáy để đưa được trái bóng về phía góc xa của thủ thành Văn Hoàng. Châu Ngọc Quang đã di chuyển kéo người hay, để lại toàn bộ khoảng trống cho Công Phượng. Động tác giả cũng là khá gọn.